Chào mọi người. Thì hôm nay mình đi Củ Chi để làm cái clip gì bắt cá. Thì mình đã bắt có được một con cá tra rất là to. Thì cũng về mình cũng làm cái clip để cho mọi người xem ha. Con cá tra này mình sẽ làm clip nấu hai món. Một là cá tra kho hành, hai là món canh chua. Sẽ lấy cái đầu và cái mình, cái đầu để cái đầu và cái đuôi mình nấu canh chua, còn cái mình sẽ kho. Thì làm clip cho mọi người xem, mọi người đón xem và ủng hộ kênh cho mình nhé. Cảm ơn mọi người nhiều. Cá tra hả anh? Ở đây có đường nào chạy qua bên bờ bên đó không anh? Có đường nào chạy qua bờ bên đó không ta? Dòng đường nào anh? Cái trẻ đi nhanh người mới nó lên tới đây rồi đó. Anh vừa vô nó lên nhà cho em coi đó, em quay cái. Đó đó, anh vừa vô lên em quay cái. Đã quá ta. Đó, cá tra bự nha. Rồi anh. Con nó chắc hơn 1 kg à.
cái rự. Còn không? Nha nhỏ nhỏ không? Đang làm thì con này lớn. Về nữa chứ. Cái nào? Cái nhỏ không à? Chứ cá nào bự? Con cá cha em phải tìm con rù phi. Rù phi không có. Có tài nhỏ. Giờ thì mình làm thịt cá tra nha mọi người. Con cá tra mình bắt ở ngăn lưới trên sông hồi nãy á. Con này chắc có 1,5 kg hay hả? Cá tươi làm thịt liền ăn nó ngon. Không có mỡ. Hay nó sao? Không có mỡ, sông không có mỡ. Đúng rồi, nó sông đâu có mỡ đâu. Nó ngon, nó dai. Cái này làm hai món nha. Chứ mình nó kho cái đầu nấu canh chua. Tươi ngon này nè, mới bắt lên cái bột. Cá tự nhiên thì nó ngon, như cá tra mà cá tra nuôi ăn ngán lắm. Cái bụng nó cắt ra mỡ cục cục cục. Hai bé bắt kiểu gì không? Nó quay lưới bờ sông, cái nước lên ngập lưới á. Cái nước rút xuống cá nó dính lại trong đó, nó nằm trong một bình trong cái ăn lưới á. Cái này nó dở, con nào còn nó còn lắc. Bỏ gỗ ra đây. Gỗ cho nó ráo lưới. Bỏ gỗ xong. Đầu. Đây, đầu cá tra đã xong. Thank you.
rải rải chụp thấy nó đẹp không? Đó, thịt cá rất là tươi. Mình kho đầu đuôi nấu canh chua. Rồi, thịt cá đã xong. Giờ thì mình tiến hành kho cá nha mọi người. Để làm nước màu cho cá đẹp đó ha. Hành khô. Ồ, lên màu đẹp. Cho nước mắm vô. Nhiều cái đường. Rồi cho ớt vô cho nó cay. Thịt cá xong nó nhìn nó săn vậy ha, nó dai á, nó không bị bể gã như cá nuôi. Cá kho như này là chín rồi nha mọi người. Nhìn màu rất là bắt mắt, đẹp. Ngon.
Rồi, như vậy là xong món cá tra kho hành lá. Rất là thơm ngon. Giờ thì nguyên liệu xong rồi, giờ ta tiến hành nấu tiếp cái món thứ hai là cái đầu với đuôi con cá tra nha mọi người. Mình nấu canh chua để ăn cơm. Đây là cái khúc đuôi, đây là khúc đầu của con cá tra. Cà với thơm, bạc hà, đậu bắp, ngò gom ngò ai, ngò gom ôm, ngò gai, nói lộn, xin lỗi mọi người. Rồi, giá. Giờ là tiến hành nấu canh chua thôi ha. Mình đun nóng bếp lên, mình cho dầu vào ha. Cho dầu vào để tao cá nó khỏi tanh nha mọi người. Mình sẽ đổ cà thơm vào. Món này thì mình vừa nấu vừa quay cho mọi người xem nên nó có hơi bị rung, mong mọi người thông cảm nha. Giờ thì mình cho cá vào quay cho nó khỏi tanh. Mình cho tí mắm vào. Cho tí đường nữa nha mọi người, canh chua thì có tí đường cho nó ngọt. Mình đổ nước vào cho nó sôi ha mọi người ha. Giờ thì mình chờ nước nó sôi lên rồi mình tiếp tục mình cho gia vị vào. Giờ thì canh nó sôi, bóp cái bọt đi nha mọi người cho nước nó trong đẹp. Nước sôi cho vô thì cái chén mè này để cho canh chua nó có vị chua. Nhập mè ra. Cho ớt vào nó có vị cay nha. Cho giá vào trước cho nó chín trước. Sau đó cho đậu bắp với bạch hà vào. Cái bạc hà nha mọi người. Sôi lên lần nữa ta cho ra mùi vào là xong. Giờ cái canh chín mình múc ra tô nha mọi người. Rất là ngon.
rồi mình cho ngò ôm với ngò ôm ngò gai và ớt lên trên cho thơm chua. Đây là xong tô canh chua rồi nha mọi người. Đây. Tô canh chua rất là ngon ha. Ở đây. Cá tra kho. Thì mình của nó đã kho. Xong. Giờ thì ăn cơm thôi nha mọi người. Giờ thì mình mời mọi người ăn cơm nha. Đây cá tra nấu canh chua chấm nước mắm mặn. Đây là cá tra kho. Đây tô canh chua đây. Này canh mồng tơi, còn cái này là tôm kho của môn phái khác. Cái môn phái của mình được cái nào? Bao. Bao. Rồi, mời mọi người ăn cơm nha.